có con vào tốn kém lắm. Mỗi tháng thằng én đột cũng phải chục củ của hai vợ chồng. Ôi giời, tiền ăn, tiền học, tiền chơi. Cố đầu tư cho con, mai sau nó thành công thì ông bà được nhờ. Không, ông hiểu sai ý tôi rồi. Ôi giời ơi, đừng bảo là thằng én, nó đốt tiền theo nghĩa đen nắng nghiêng. Anh Long, đừng xem mấy cái thứ đấy nữa. Kẻ tà dâm sẽ có quỷ theo sau. Vơ lơ, thật á? Đâu? Nào, dù ơi, khiếp quá. Cái thằng này bỏ ra, rất áo. Cho anh hôn một cái thì làm sao? Dồi ôi, ông này là chúa tể dâm tặc hay sao? Mà đến cả con ma cũng muốn lêu lêu thế này. Vơ lơ, ma, vãi lìn, nghiền. Dồi ôi, đến cả ma quỷ cũng sờ mấy thằng nghiền được cái đấy. Sao mọi người xem chùa nhiều thế? Đăng ký kênh, ủng hộ mình đi mà. Con gấu túi ngủ, nhìn đáng yêu quá ha. Dạ, đáng yêu quá chừng. Con voi ngủ, nhìn dễ thương quá hen. Dạ, dễ thương quá chừng. Không ngờ anh lại cho tôi xem cái này. Đồ thô bỉ, giết tay. Ồ, cho xem con công ngủ thì có gì quá đáng đâu. Mà cô gái kia lại muốn chia tay thế nhở? Đừng bảo là coi công ngủ là coi cu ngồng à nghe. Áo chỉ ố vàng thế này sao đi ăn cưới được? Thôi chết. À, đã có cách rồi. Út tạch tà, nước giặt cóm pho, đánh bay năm dấu hiệu lão hóa. Chị đợi em chút, em nhờ chị chuyện này. Ừ, mang đồ qua đây, chị xử cho. Bạc màu hay xù lông, xử được hết. Thả tao ra con điên, tao không cần trẻ lại. Thả ra. Ơ, con đèn đần đồn này, nước giặt cóm pho đấy chỉ có tác dụng làm áo quần mới hơn thôi, chứ có làm con người trẻ hơn được đâu. Chết thật, biết là mưa bão thế này mà còn quên mang theo ô. Em quên mang ô, em có thể đi cùng với anh. Nhìn mặt có thể tin tưởng được. Vâng, ngại quá à, không có gì. Ui dồi ôi, tưởng là đi trong một cái dù cơ chứ, hóa ra là mặc trong một cái áo mưa à. Có chuyện gì à em, đưa tôi ra ngay. Sao mẹ mua quần con dài vậy? Trừ hao, con cao lên là vừa. Sao mẹ mua nhiều đồ cột tóc vậy? Trừ hao, bây làm mất là vừa. Vợ ơi, sao nón rồng thế? Lại con đục lỗ nữa. Rồi, ôi, có lẽ nào mua bảo hiểm đục lỗ như thế là dùng để trừ hao, nhờ sau này ba vợ cắm sừng ông chồng đúng không ta? Hiệp khách này bị những tên mặc áo đen ép đến một vách núi cao, muộn từ kết liễu hay bọn ta phải ra tay. Ôi, à. Ở dưới vực sâu đấy có một hang động, ở trong hang có một quyển sách, đâu ai biết ở dưới đáy vực sâu lại có bí kíp võ công chỉ cao vô thượng, vạn kiếm quý tiên. Nhưng đã rơi xuống đây thì chẳng ai còn sống để luyện cả. Nhấn đăng ký và bật chuông, bình luận.